Xin chào các bạn, sau đây mình xin review một số nội dung cơ bản liên quan đến cuốn sách tô màu đình đám hiện nay Animophia, Thế giới hoang dã, do công ty Thái Hà Book đã mua bản quyền. Giá bìa của cuốn sách này là 84.000 đồng. Bìa của sách đã được tô màu và làm láng một số chi tiết, các bạn có thể thấy ở đây. Rất đẹp. Đây là một món quà mà Thái Hà Book dành cho các độc giả của Việt Nam, tại vì bản gốc trên thế giới thì nó chỉ là bản trắng đen. Mình sẽ cho các bạn thấy độ dày của cuốn sách. Ở đây thì mình có một cuốn tô màu khác, đó là cuốn Khu vườn bí mật, cũng của Thái Hà. Mình sẽ so với lại Khu vườn bí mật. Các bạn có thể thấy độ dày của Animophia so với lại Khu vườn bí mật. Đầu tiên là phần gáy sách. Gáy được dán một lớp keo rất dày, không có hiện tượng bong tróc, không có hiện tượng bị vỡ. Sau đây là một số hình ảnh bên trong cuốn sách. Về phần độ dày của trang giấy thì một lát nữa mình sẽ review sau. Các bạn cùng xem qua một số hình ảnh của cuốn Animophia. Đây là thể loại kết hợp giữa tranh tả thực với lại là không gian của sáng tạo, cụ thể là các chi tiết đồ nhỏ. Nên các bạn có thể thả sức bay bổng với trí tưởng tượng của mình. Sử dụng bất kỳ loại dụng cụ mỹ thuật nào có thể tạo ra màu sắc để làm đẹp cho cuốn sách này. Ở đây có một số tranh thì tác giả yêu cầu chúng ta vẽ thêm. Ví dụ như bức tranh con ngựa bằng này. Vẽ hay không vẽ, vẽ như thế nào là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Cá nhân mình thì đánh giá rất cao phong cách này, rất độc đáo, và mình tin là nó sẽ ngốn không ít thời gian tô màu của mình cũng như của các bạn. Đây là một trong những bức tranh mà mình ưa thích.
Ở cuối sách có một trò chơi nho nhỏ do tác giả của chúng ta bày ra, đại loại là tìm các vật dụng hoặc là các sinh vật ẩn giấu trong những bức tranh. Đương nhiên là có đáp án như bạn đã thấy, nhưng mà mình nghĩ là hãy thử xem nào. Bây giờ mình sẽ review liên quan đến chất lượng giấy, một trong những điều mà các bạn rất là quan tâm. Các bạn sẽ rất thắc mắc khi mà muốn biết xem là Anemophila của chúng ta có thể tô được màu nước hoặc màu dạ hay không. Thì kết quả là ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy đây là một trang giấy mà mình đã tô thử. Ở đây thì có bức này. Đây và đây là mình tô bằng chì màu khô Elephant Fahasa bán 35.000 một hộp 12 cây. Màu hồng này mình tô bằng bút nước Marco Raffin loại 12 cây một hộp, một thiết. Còn tất cả các chi tiết khác mình đều tô bằng bút dạ. Cái này nhìn sơ một lần. Và bây giờ mình cho các bạn xem mặt sau. Hãy xem là có bị lem không các bạn nha. Nếu nhìn kỹ các bạn mới phát hiện được là duy nhất chúng ta chỉ có hai điểm bị lem. Đây và đây. Còn lại, à đây nữa. Còn lại thì bức tranh hoàn toàn không bị lem tí nào đúng không ạ? Mình nghĩ đây là một tín hiệu đáng mừng của các tín đồ bút dạ, marker. Cảm ơn vì đã xem review này. Chúc các bạn có một buổi tô màu vui vẻ.